Các bạn đang nghe truyện độc tu của tác giả Thủy Đạo Bất Cô trên kênh TV Audio CV. Chương 1214, Đạo Tâm không kiên định, mấy trăm năm tu vi cũng thành không. Lão Tăng Giới không biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó nghiêm nghị quát, ngươi, ngươi dám chửi bới tiền bối Phật môn ta như vậy. Rốt cuộc là ngươi có mục đích gì, Lý Thủy Đạo chấp hai tay trước ngực, trong mắt lóe ra một tia sáng kiên định, hắn bình tĩnh phản bác, giới không, vì sao ngươi cứ mãi cực đoan như thế lời ta nói không phải giả, vì sao ngươi không thể tĩnh tâm lắng nghe, lão tăng giới không trợn tròn hai mắt, hay cho pháp hải nhà ngươi. Ngươi dám vu oan cho tiền bối Phật môn ta, còn có ý đồ muốn đánh cắp kim thân pháp thể của bọn họ, lại ăn nói đường hoàng như thế. Ngươi đúng là một tên vô liêm sĩ, Lý Thủy Đạo khẽ lắc đầu, lại thở dài một tiếng nói, giới không, vì sao ngươi cứ chấp mê bất ngộ mãi như vậy? Ngươi có biết cái gọi là, Phật môn kim thân, dục thân thành thánh, kia, cũng chỉ là một loại tham lam muốn truy cầu sức mạnh mà thôi để chứng được bồ đề quả vị những vị cao tăng phật môn ngươi đang bảo vệ kia hoàn toàn không màng đến sinh tử sống chết của mọi người làm lãng phí lượng lớn linh tài trực tiếp phong ấn bản thân vào trong vại chẳng lẽ đây chính là đạo tu hành của phật môn sao lão tăng giới không lập tức nghẹn lời sắc mặt đỏ bừng tức giận quát ngươi đừng có ăn nói linh tinh phật môn ta tu hành tất nhiên là muốn theo đuổi bồ đề chính quả ngươi lại ở chỗ này nói ẩu nói tả làm bẩn danh dự Phật môn ta, Lý Thủy Đạo khẽ gật đầu, lại hướng đôi mắt sáng như đút nhìn thẳng vào lão tăng giới không, sau đó lớn tiếng nói, giới không, ngươi luôn miệng nói Phật môn từ bi vi hoài, nhưng hành vi của ngươi lại đi ngược lại với hai chữ, từ bi, kia. Vì tu vi cá nhân, không màng đến sự sống chết của chúng sinh, chẳng lẽ đây chính là chân lý của Phật môn sao? Ta nói cho ngươi biết, tu hành chân chính của phật môn là muốn dùng sức mạnh của chúng ta để phục vụ cho muôn dân trong thiên hạ sắc mặt lão tăng giới không thoáng cái đã cứng đờ lão căm tức nhìn lý thủy đạo tức giọng trầm thấp mà lạnh băng nói ngươi ngươi dám sĩ nhục tiền bối phật môn ta như thế ngươi có biết vì tu hành tiền bối phật môn ta đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và hy sinh không kim thân pháp thể của bọn họ chính là tâm huyết cả đời và kết tinh tu vi của bọn họ Ngươi chỉ dựa vào vài ba câu nói rằng nói bậy lại muốn đi cướp đoạt, Lý Thủy Đạo mỉm cười, "Giới không, ngươi sai rồi. Ta không muốn cướp đoạt kim thân pháp thể của các tiền bối Phật môn, ta chỉ muốn dùng chúng nó cho chính đạo. Những bộ kim thân pháp thể này vốn được luyện chế từ lượng lớn linh tài và pháp thể của cao tăng, nếu lãng phí chúng, chẳng phải là phung phí của trời. Ta sẽ luyện chế chúng thành pháp bảo, dùng để phổ độ chúng sinh, tạo phúc cho thiên hạ thương sinh." phát hải giọng nói của giới không trầm thấp mà mạnh mẽ người mở miệng ngậm miệng đều là vì đạo lý lớn của thiên hạ thương sinh có phải đang khi nhục tu vi của ta nông cạn chỉ có cảnh giới kim đan ngu muội vô tri lý thủy đạo khẽ thở dài một tiếng vẻ mặt tràn đầy từ bi đột nhiên dao động pháp lực vốn đang yếu ớt trên người giới không lại như những con sóng lớn bị cuồng phong gợn lên trực tiếp biến thành mãnh liệt đến mênh mông giờ phút này thân hình vốn gầy gò như khúc gỗ khô héo lại như được rót vào sinh cơ vô tận tu vi tăng lên như hỏa tiễn đã đạt tới cảnh giới nguyên anh hậu kỳ chỉ trong nháy mắt lý thủy đạo thấy vậy trong mắt cũng hiện rõ sự kinh ngạc nhưng gần như lập tức sắc mặt hắn đã bình tĩnh trở lại giới không chính là bí hành tôn giả công pháp lão tu luyện ngoại trừ có thể che lấp sinh cơ còn có thể che lấp tu vi chắc hẳn tu vi nguyên anh hậu kỳ mới là tu vi thật sự của lão giới không vì sao ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, chấp mê bất ngộ như thế?" Lý Thủy đạo thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ và thất vọng. Sau đó, hắn vung tay áo lên, có vô số đóa Phật môn kim liên được sinh ra từ khoảng không, chúng nó lấp lánh hào quang màu vàng, tựa như những ngôi sao băng cắt phá bầu trời đêm, không ngừng gào thét bay về phía giới không. Trong mắt giới không lóe lên một tia kinh thường. Trên người lão cũng lấp lánh kim quang. Đó là kim thân do lão tu luyện bí pháp Phật môn ngưng tụ mà thành, vững chắc đến không thể phá vỡ. Đối mặt với kim liên như sao băng đánh tới, lão không hề sợ hãi, vẫn bình tĩnh đón đánh, mỗi quyền, mỗi cước đều mạnh mẽ hữu lực, dường như muốn xé rách cả đất trời này. Dưới hàng loạt đòn tấn công của lão, những đóa kim liên kia đều bị nghiền nát, trực tiếp hóa thành từng điểm sáng màu vàng, nhanh chóng tiêu tán trên không trung. Lý Thủy đạo lại vung ống tay áo lên, lần này lượng lớn hoa sen sinh ra từ hư không số lượng càng nhiều hơn cũng càng cường đại hơn đòn công kích trước đó chỉ thấy hoa sen tung bay trên không trung rồi xoay tròn hệt như một vùng hải dương màu vàng kim đang bao phủ toàn bộ sơn cốc vào bên trong tuy giới không rất mạnh nhưng đối mặt với đòn công kích dày đặc như vậy cũng dần lộ vẻ mệt mỏi lão không ngừng đạp nát hoa sen nhưng lại có càng nhiều hoa sen khác như thủy triều ùa tới động tác của lão dần chậm lại kim quang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Cứ như vậy, đến đợt tấn công cuối cùng, pháp lực của giới không hao hết. Thân thể của gã bắt đầu khô quắt như cây khô bị rút nước. Khi sức mạnh hao hết, lão lập tức hóa thành một bộ thây khô, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ, làm sao có thể chống lại sức ép của hư cảnh ngũ giai, chỉ cần kéo dài nhịp điệu của trận chiến đấu, để hai bên tiến vào quá trình liều mạng, chẳng khác nào Lý Thủy Đạo đã nắm chắc được thắng lợi trong tay. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vung tay lên, bộ thây khô của giới không lập tức bốc lửa hừng hực. Một viên xá lợi chậm rãi hiện ra trong ngọn lửa. Viên xá lợi này có phẩm chất cực kỳ thấp kém, kém hơn tu vi mà giới không thể hiện ra rất nhiều. Lý Thủy Đạo tha nhẹ một tiếng, giới không nhập ma chướng, đạo tâm bị hao tổn, viên xá lợi thấp kém này chính là minh chứng cho thấy lão đã nhập ma. Đạo tâm không kiên định, mấy trăm năm tu vi cũng thành không. Trong khoảnh khắc không gian chấn động, một con tê tê to lớn đột ngột xuất hiện trong khu sơn cốc này. Linh thú tam giai hậu kỳ, thạch linh thú. Con thạch linh thú này có hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân lại tản ra khí tức cứng rắn như đá. Đào móc nơi này, tìm ra tất cả những cái vại đang giấu trong sơn cốc cho ta. Lý thủy đạo thản nhiên hạ lệnh cho nó. Thạch linh thú nghe vậy, lập tức cúi đầu xuống, nhanh chóng dùng bộ móng vuốt cứng rắn của mình đi đào móc sơn cốc. Trong sơn cốc, bộ móng vuốt cứng rắn của thạch linh thú vô tình xé rách mặt đất rộng lớn dưới chân. Dưới bộ móng vuốt sắc bén của nó, vách đá trong sơn cốc cũng giống như một tờ giấy yếu ớt, nhanh chóng bị đào ra từng cái hố to sâu hắm. Ở thời điểm thạch linh thú đào móc, toàn bộ sơn cốc như bị lật ngược lên trời, các bụi tung bay, che khuất không khí. Đột nhiên, một luồng kim quang tràn ra từ trong các bụi, Ánh mắt Lý Thủy Đạo xuyên qua lớp bụi bặm phía trước, nhanh chóng tập trung lên vệt kim quang kia. Đó là một màn hào quang màu vàng, hơi giống tiểu kim cương trận của Phật môn. Trong lòng Lý Thủy Đạo hơi động, hắn phất tay, một đoá Phật Liên màu vàng kim lập tức xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, bay thẳng về phía lồng kim cương kia. Phật Liên múa mây trên không trung, mỗi một cánh hoa đều tản ra mũi nhọn sắc bén. Phanh, một tiếng vang trầm. Ngay khi Phật Liên màu vàng tiếp xúc với cái lồng kim cương nó đã vỡ vụn giống như một món đồ sứ, trực tiếp hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán giữa không trung, mà cái lòng kim cương kia vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn không hề lắc lư. Đúng là pháp trận tiểu kim cương thật, hơn nữa năng lực phòng ngự của thứ này còn đạt đến cấp bậc hóa thần, cả Phật Liên của Lý Thủy Đạo lẫn móng vuốt của Thạch Linh thú đều không thể lay động nó được. Đối với điều này, Lý Thủy Đạo chẳng những không sợ còn lấy làm mừng pháp trận phòng ngự tiểu kim cương cấp bậc hóa thần nghĩa là có ít nhất một tu sĩ phật môn hóa thần kỳ đang ngồi trong đó luân hồi lý thủy đạo khẽ lật tay lại lấy ra một tấm thiết bài trên tấm thiết bài này có khắc bốn chữ bí hành tôn giả nó chỉ vẹn vẹn là một kiện pháp khí nhất dai hắn lập tức thúc giục pháp lực khiến cho tấm thiết bài kia phát ra từng chuỗi phản âm thanh âm này giống như tiếng trời làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái theo tiếng vạn âm vang lên tấm thiết bài nọ dần dần tỏa sáng, tản ra một mảnh hào quang chói mắt. Nơi mảnh hào quang kia chiếu tới, dao động trận pháp phía trên cái lồng kim cương kia lại bắt đầu dần dần yếu bớt, hệt như nó đang bị một luồng lực lượng vô hình nào đó áp chế. Đến cuối cùng, dao động trận pháp của tiểu kim cương pháp trận đã hoàn toàn biến mất. Sau khi màn sáng trận pháp tiêu tan, rốt cuộc bốn cái vải lớn đang ẩn nấp trong đó cũng hiện ra rõ ràng trước mắt Lý Thủy Đạo bốn cái vải lớn này vốn được làm từ ngọc thạch thượng đẳng hiếm thấy trên thế gian, lại được cao nhân của Phật môn điêu khắc chế thành. Thân vải óng ánh, trong suốt như thạch anh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên thân vải có từng đường hoa văn đang xen với nhau, chúng vốn là kinh văn của Phật môn, chữ nào chữ nấy đều lấp lánh ánh sáng vàng, ẩn chứa pháp lực lớn lao. Khi nhìn xuyên qua thân vải, có thể lờ mờ trông thấy bóng dáng của một người đang ngồi xếp bằng trong đó. Những người này được ngâm trong một loại chất lỏng màu lam, xung quanh thân thể bọn họ lóe lên một mảnh hồng quang nhàn nhạt, giống như hoa sen bị hỏa diễm bao vây. Thứ chất lỏng màu lam kia có tên là Lôi Hỏa Huyền Thủy, nó chính là một trong những loại linh dịch hiếm thấy nhất trong thiên địa. Ánh sáng màu lam yếu ớt không ngừng lấp lánh bên trên dịch thể, tựa như bên trong đang ẩn chứa lực lượng của lôi điện và hỏa diễm, lại tựa như chúng đang thấp giọng ngâm sướng một đoạn chú ngữ cổ xưa. Bên trong Lôi Hỏa Huyền Thủy còn được ngâm thêm rất nhiều linh quả, hương liệu, thậm chí còn có kinh thư của Phật môn. Những bộ kinh thư này không ngừng trôi nổi bên trong chất lỏng, tản ra kim quang nhàn nhạt, hòa lẫn với thứ chất lỏng màu lam kia. Tuy mấy thứ được kể trên đã vô cùng trân quý rồi, nhưng thứ trân quý nhất ở bên trong loại chất lỏng màu lam này lại chính là nhục thân pháp thể của những vị cao tăng Phật môn kia. Bọn họ lặng lặng ngồi ở trong đó, thân thể tản ra từng luồng ánh sáng màu đỏ theo thời gian lột xác dục thân vốn đã mất đi thọ nguyên của bọn họ sẽ quay lại thời kỳ thanh xuân thậm chí còn trực tiếp hóa thành phật môn kim thân bất hủ không thể tùy ý mở cái vải lớn chứa đầy lôi hỏa huyền thủy kia ra nếu không sức mạnh trong đó sẽ trực tiếp bột phát trong nháy mắt nổ tung thành bột miệng bởi vậy bí hành tôn giả sẽ phải thông qua một loại cơ quan hệ thống mới có thể ném những trái linh quả hoang dại và hương liệu vào những chiếc vải lớn này để bảo đảm lôi hỏa huyền thủy không bị tiết ra ngoài. Lý Thủy Đạo đứng phía trước một cái vải lớn, cẩn thận quan sát món bảo vật hiếm thấy này, toàn bộ kinh văn Phật môn trên cái vải lớn nọ và hệ thống cơ quan đều được thiết kế giống hệt như những gì ghi lại trong sách. Đây là bốn cái vải thạch anh chứa cao tăng hóa thần kỳ, chỉ tính riêng bốn cái vải này thôi, cũng có giá trị không nhỏ rồi chứ chưa nói đến bốn Phật môn kim thân đang trong quá trình lột xác còn ngồi ở bên trong. Đây là bốn món tài liệu ngũ giai cường đại, chỉ xét riêng về chất liệu, chúng đã vượt xa tấm da máu kia rồi. Lý Thủy Đạo nhắm hai mắt lại, khẽ hít sâu một hơi, tựa như đang suy nghĩ về thiên địa đại đạo này. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, trong mắt không còn chút chần chờ nào nữa. Chỉ thấy hắn phất ống tay áo lên, 108 luồng linh quang màu thủy lam đột ngột bắn ra chúng chính là 108 con linh quy bên trong hư cảnh. Dường như mấy con linh quy kia đã nhận được mệnh lệnh, vì ngay khi xuất hiện, mỗi con đã nhanh chóng chạy về các hướng khác nhau, trực tiếp bố trí ra một tòa bích hải linh quy trận đầy huyền ảo. Trên người đám linh quy này tản ra một vần hào quang màu lam nhàn nhạt, những vần hào quang này trực tiếp nối liền thành một thể, hóa thành một cái màn ánh sáng, rồi lại ẩn nấp đi. Sau khi bố trí sơ qua, Lý Thủy Đạo lập tức vươn ngón tay thon dài tới, nhẹ nhàng điểm một cái, một tấm da màu đỏ như máu lập tức xuất hiện trên không trung. Nó vốn là sản phẩm do tinh hoa của yêu thú huyết ngạc ngũ giai luyện chế mà thành, giờ phút này lại có vẻ dày nặng và thần bí. Theo tâm niệm trong đầu Lý Thủy Đạo không ngừng chuyển động, dường như tấm da máu kia đã được trao cho sinh mệnh, nó lại chậm rãi bay lên, nhanh chóng bành trướng trên không trung, trực tiếp hóa thành một dòng sông máu. Huyết hà cuồn cuộn liên miên không dứt tản ra mùi máu tanh nồng đậm cũng tạo thành sự đối lập rõ ràng với cơn gió núi tươi mát xung quanh lý thủy đạo khẽ nhếch miệng cười dường như từ thật lâu trước đó hắn đã có thể thấu hiểu được sự huyền bí bên trong thiên địa chỉ thấy hai tay hắn kết ấn mười ngón tay bay múa như hoa trong miệng khẽ thì thầm bắt đầu tụng niệm một đoạn chú ngữ cổ xưa thanh âm trầm thấp mà du dương khó tả ngay khi đoạn chú ngữ nọ vang lên bốn cái vại thạch anh lớn kia cũng theo đó mà chậm rãi mở ra. Lôi hỏa huyền thủy màu lam trong vại chảy xuống. Loại huyền thủy này vốn vô cùng cuồng bạo, nếu tiếp xúc với không khí, nó sẽ lập tức nổ tung, nhưng hôm nay, nó lại tiếp xúc với huyết hà, lôi thủy và huyết thủy giao hòa, trực tiếp hình thành nên một loại chất lỏng kỳ dị mà thần bí. Úng um ma ni bát mê hồng, úng um ma ni bát mê hồng, giọng nói của Lý Thủy Đạo càng ngày càng dùng dập, càng ngày càng cao vút. Theo âm thanh chú ngữ của hắn vang lên, dường như linh khí chung quanh vừa được triệu hồi và ùng ùng tràn vào thứ chất lỏng kỳ dị kia. Chất lỏng bắt đầu cuộn trào kịch liệt, bọt khí bốc lên không ngừng, phát ra âm thanh ùng ụp ùng ục. Từng đóa hoa sen màu vàng nở rộ trong đó, xinh đẹp tựa như tiên cảnh. Ban đầu, nơi này chính là một mảnh huyết hà tanh hôi, sau khi dung hợp với lôi hỏa huyền thủy, tuy nó dần dần trở nên đục ngầu, nhưng lại tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, nhạt đến kỳ lạ đến cuối cùng, dòng huyết hà tanh hôi đã hóa thành một con sông lớn màu vàng đen. Con sông màu vàng đen chảy xiết không ngừng, Li Miên không dứt tiếng nước chảy ầm ầm như tiếng sấm. Lúc này, lôi hỏa huyền thủy bên trong bốn cái vải thạch anh kia đã trút xuống toàn bộ, đã không còn nỗi lo về vụ nổ nữa. Dòng sông màu vàng đen kia giống như một con rồng lớn, nó uống lượng lao nhanh, tạo ra tầng tầng sóng nước. Bốn cái vải thạch anh liên tục nhấp nhô, quay cuồng không ngớt trong con sông mãnh liệt này. Uống mani bát mê hồng, uống mani bát mê hồng, Lý Thủy Đạo vẫn liên tục tụng Niêm Lục Tự Chân Ngôn, thậm chí theo thời gian trôi qua, tiết tấu tụng niệm của hắn còn càng ngày càng trở nên dồn dập mà hữu lực hơn. Khi dòng sông lớn dâng trào, bốn cái vại thạch anh lớn nọ lại chậm rãi mở ra, từng luồng kim quang bắn ra từ trong vại. Thể xác của những vị cao tăng kia đã bị tách ra khỏi cái vại thạch anh, rồi ngay cả chúng cũng bắt đầu nhấp nhô quay cuồng trong dòng sông lớn màu vàng đen kia. Sau khi được dòng sông cọ rửa, thể xác vốn luôn tản ra một mảnh ánh sáng màu đỏ đã dần dần phát tán một vần hào quang màu vàng chói mắt. Đây chính là thứ người ta vẫn ca tụng, dục thể thành thánh, Phật môn kim thân. Ở thời điểm hiện tại, mỗi một bộ kim thân trong tứ đại kim thân kia đều tản ra khí tức Phật môn nồng đậm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, trong mắt Lý Thủy Đạo hiện rõ sự kiên quyết. Hắn lại nâng cao tốc độ niệm chú ngữ lên một lần nữa, thanh âm như sấm rền trực tiếp vang vọng tới chân trời. Được chú ngữ gia trì, từng đóa Phật liên không ngừng nở rộ giữa không trung, phóng ra từng luồng khí tức tinh khiết mà thần thánh. Những đóa Phật liên này như có linh tính, chúng chậm rãi bay về phía kim thân của bốn vị cao tăng, bắt đầu tiến hành luyện chế đối với bọn họ. Có Phật liên dung nhập, kim thân của các vị cao tăng càng trở nên rực rỡ chói mắt. Khuôn mặt bọn họ có chút dữ tợn, nhưng lại không mất đi sự trang trọng và uy nghiêm quá trình luyện chế này vô cùng rườm rà tốn rất nhiều thời gian lý thủy đạo vừa phải điều khiển dòng sông màu vàng đen bên dưới vừa phải tiến hành quá trình luyện chế tỉ mỉ bên trên lượng pháp lực bị tiêu hao chỉ có thể dùng hai từ thiên lượng để hình dung cũng may lý thủy đạo đang nắm giữ một thế giới có thể cung cấp pháp lực cuồn cuộn không ngừng cho hắn khiến cho pháp lực của hắn sâu như biển vĩnh viễn cũng không khô kiệt thương lan tiên đô trên vân tiêu tiên đài cao ngất trong mây mây mù lượn lờ cứ như tiên cảnh vào thời điểm ấy có một vị tu sĩ mày kiếm mắt sáng khí chất xuất trần đang ngồi ngay ngắn trên tiên đài gã chính là vân tiêu kiếm tiên quý miễu trần gã đang mặc một bộ áo trắng bên hông dắt một thanh trường kiếm thân kiếm tỏa ra quần sáng màu xanh nhàn nhạt dường như có thể ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào bên cạnh quý miễu trần có một đám tu sĩ cao tầng của thương lang tiên đô đang tề tụ cùng một chỗ Nhóm người này đều là cao thủ từ Nguyên Anh Kỳ trở lên, dù đang nhắm mắt dưỡng thần hay đang khe khẽ nói chuyện với nhau, thì ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng đều sẽ nhìn về phía Quý Miễu Trần, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đúng vào khoảnh khắc ấy, một đồng tử mười mấy tuổi được hai tu sĩ đưa tới trước mặt Quý Miễu Trần. Đồng tử này mặt tăng bào, đầu cạo trọc, khuôn mặt non nớt, chính là tiểu hòa thượng Tuệ Bảo. Tuệ Bảo vừa nhìn thấy Quý Miễu Trần, trong lòng không khỏi căng thẳng, hai chân bất giác nhũng ra, lập tức quỳ xuống. Quý miễu trần nhìn tiểu hòa thượng luyện khí kỳ trước mắt này, hàng chân mày khẽ nhíu, cả cất lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà bình tĩnh. Ngươi nói có một tu sĩ Phật môn tên Pháp Hải đã giết sư phụ ngươi, hơn nữa, đến tận lúc này đối phương còn chưa rời khỏi bà Nhược Nham, thân hình tuệ bảo rung lên nhẹ nhẹ, lệ quan đảo quanh hốc mắt. Tiểu hòa thượng kia lập tức quỳ gối dưới chân quý miễu trần, chắp tay trước ngực, tức giọng nghẹn ngào. Đúng vậy, hôm đó, sư phụ đẩy ta ra ngoài, bảo ta mau rời xa chiến trường. Mặc dù ta đã chạy đi, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, mới đứng tại chỗ quan sát từ xa, chỉ thấy núi lở đất nứt, kim quang bắn ra bốn phía, tiếng sấm rung trời. Quý miễu trần cao mày, ánh mắt lạnh buốt, đã cách khá xa, làm sao ngươi có thể kết luận được sư phụ ngươi đã chiến bại mà không phải là pháp hải kia, tuệ bảo lộ vẻ đau đớn, như nhớ lại thảm trạng ngày hôm đó. Sau khi chiến đấu kết thúc, một con yêu quái giống như con tê tê xuất hiện, hình thể của con yêu quái kia to lớn như núi có thể dễ dàng phá hủy bí cốc mà bên trong bí cốc kia có ẩn dấu phật môn kim thân của pháp hoa đại sư minh tâm đại sư trí viễn đại sư và ngộ chân đại sư lời này vừa nói ra nét mặt mọi người xung quanh đều thay đổi bọn họ biết bốn vị cao tăng pháp hoa minh tâm trí viễn ngộ chân này chính là cường giả hóa thần kỳ của thiên phạm phật quốc bọn họ đã lựa chọn nhục thể thành thánh trùng tụ thọ nguyên nếu bây giờ bị người ta đào ra, chẳng khác nào ngàn năm đạo hạnh lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn họ ngã xuống chắc chắn sẽ dấy lên một hồi sóng to gió lớn trong Phật môn. Các tu sĩ của Thương Lan Tiên Đô bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận dùng dập. Thật không ngờ bốn vị cao tăng kia lại trốn đến nơi này tu luyện Phật môn kim thân, bọn họ làm vậy vì muốn tránh đi tranh đấu nội bộ ở thiên phạm Phật quốc sao, xem ra nội bộ thiên phạm Phật quốc đang tranh đấu kịch liệt, bốn vị cao tăng này lựa chọn lặng yên ngồi trong vại ở chỗ chúng ta, cũng vì tự vệ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn khó thoát được một kiếp này. Nơi có người thì có giang hồ, không cần biết là đạo môn hay Phật môn đều không tránh được tranh đấu. Chẳng qua loại tranh đấu này quá mức thảm thiết, khiến người ta thổn thức không thôi. Đại đạo tranh phong, chỉ có giải dụ. Đây chính là sự tàn khốc và vô tình của con đường tu tiên. Quý miễu trần nhẹ nhàng phất tay, một luồng sức mạnh vô hình lập tức bay đến, làm cho tiếng xì xào bàn tán của mọi người lắng lại. Sau đó, cả đưa mắt nhìn tuệ bảo, tức giọng ôn hòa của như gió xuân lướt qua mặt, tiểu hòa thượng, ngươi tiến lên phía trước đi, đừng e ngại. Tiểu hòa thượng tuệ bảo không chút phòng bị, lập tức đi về phía quý miễu trần, đi về phía vị vân tiêu kiếm tiên thanh danh hiện hách này. Quý miễu trần mỉm cười vương tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu tuệ bảo, tựa như một vị trưởng giả đang vuốt ve vãn bối nhưng trong nháy mắt tiếp theo nụ cười trên mặt cả lại đột nhiên biến mất năm ngón tay như móc câu lập tức ấn xuống đầu tiểu hòa thượng một luồng lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại nhanh chóng xuất phát từ đầu ngón tay của quý miễu trần tràn vào trong ốc tuệ bảo tiến hành một lần sưu hồn cực kỳ tàn khốc hai mắt tiểu hòa thượng lập tức mất đi thần thái thân thể giống như vừa bị rút khô tất cả sức sống rồi mềm nhũn ngã xuống đất quý miễu trần rút tay về lại dùng một chiếc khăn tay màu trắng nhẹ nhàng lau ngón tay trên mặt gã không có bất cứ biểu cảm gì khác lạ dường như tồn tại vừa bị gã giết chết chỉ là một con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể gì tiểu hòa thượng này không nói dối quý miễu trần lạnh lùng mở miệng lời hắn nói đều là sự thật các ngươi ở lại nơi đây canh giữ bổn tọa đi một lát sẽ về nói xong bóng dáng của quý miễu trần đã hóa thành một luồng ánh sáng trắng phóng lên cao rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người nhưng nhóm tu sĩ đang có mặt ở đây lại không phải loại người cực kỳ tôn sùng gã đến mức nói gì nghe nấy. Mấy tên trưởng lão Nguyên Anh kỳ có địa vị cao thượng, lập tức liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Ngay sau đó, bọn họ lặng lẽ đuổi theo thân ảnh của Quý Miễu Trần, muốn tìm hiểu đến tột cùng. Quý Miễu Trần này làm việc bá đạo, chúng ta không thể không đề phòng. Một trưởng lão thấp giọng nói, mau đi theo xem một chút. Các trưởng lão còn lại nhao nhao đáp lời, bóng người cũng theo đó mà từ từ biến mất trên không trung. Sơn cốc bị phá hư, bàn nhược nham. Bên ngoài khu phế tích này, có một lớp màn sáng màu thủy lam nhàn nhạt nhìn như một tầng sa mỏng nhẹ nhàng phủ xuống, hoàn toàn ngăn cách khu vực bên trong với bên ngoài. Trong màn sáng này, Lý Thủy Đạo đang hết sức chăm chú luyện chế một món pháp bảo Phật môn cường đại. Khuôn mặt của hắn vô cùng trang nghiêm, hai tay không ngừng bay múa trong hư không. Mỗi một động tác đều tinh chuẩn mà trôi chảy, phản phất như đang tiến hành một loại trao đổi thần bí nào đó với linh khí trong thiên địa. Chỉ thấy di thể của bốn đại cao tăng Phật môn đang lẳng lặng trôi nổi bên trong dòng sông màu vàng đen kia. Ở thời điểm hiện tại, hình tượng của bọn họ đã không còn là một bộ nhục thân đơn giản như trước nữa, mà đã biến thành kim thân được giao cho Phật lực vô thượng rồi. Bảo tượng của bọn họ trang nghiêm, hai mắt trợn trừng, khí thế như cầu vồng, hệt như bất cứ lúc nào cũng đang chuẩn bị trảm yêu trừ ma để bảo hộ thương sinh. Pháp khí trong tay bọn họ cũng có những nét đặc sắc riêng. Thứ dễ nhận thấy nhất trong đó chính là cái bình bát bằng thạch anh kia. Vốn dĩ cái vại thạch anh này chính là thứ chứa đựng di thể nhục thân của bọn họ, nhưng dưới bàn tay khéo léo của Lý Thủy Đạo, nó lại hóa thành một món pháp khí bình bát có uy lực vô cùng. Phía trên bình bát, Phật quan lưu chuyển, phản phất như bên trong đang ẩn chứa Phật Pháp và trí tuệ vô cùng vô tận. Ngoại trừ bình bát, một bàn tay khác của tứ đại kim cương còn cầm những món bảo vật khác, hoặc nắm một cuốn kinh Phật nặng nề, hoặc nắm một trái Phật quả tản ra Phật qua nhà nhạc. Những loại pháp khí này và hình tượng của bọn họ cùng làm nổi bật lẫn nhau, cùng cấu thành một hình ảnh trang nghiêm mà thần bí. Theo quá trình luyện bảo, khí thế của bọn họ càng thêm hùng hồn. Dường như bọn họ đã không còn đơn giản là thể xác của cao tăng nữa, mà đã hóa thành Phật môn kim cương chân chính, thủ hộ giả cho sự an bình và hài hòa trong thiên địa này. Lúc này, quá trình luyện bảo đã đi đến giai đoạn cuối. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, đôi mắt của hắn sáng lên đầy kiên định. Hắn đưa tay điểm một cái, gần như ngay lập tức, nước sông màu vàng đen vốn đang cuồn cuộn không dứt lại như nhận được một loại triệu hồi nào đó, chúng đột ngột thay đổi hướng chảy, mãnh liệt mênh mông chảy về phía thân thể hắn. Dòng nước không ngừng lưu chuyển trên người hắn, giống như đang tiến hành một loại dung hợp kỳ diệu nào đó với thân thể hắn. Đến cuối cùng, dòng nước này đã hóa thành một chiếc áo cà sa màu vàng kim cắt gao phủ lên người lý thủy đạo vô số chuỗi lục tự chân ngôn úng mani bát mê hồng của phật môn trực tiếp phủ kín chiếc áo cà sa này mỗi một chuỗi văn tự đều tản ra phật quan nhàn nhạt dường như đang ẩn chứa phật pháp và trí tuệ vô cùng vô tận bên trong hình ảnh của tứ đại kim cương cũng không ngừng lấp lóe như ẩn như hiện phía trên chiếc áo cà sa này khuôn mặt bọn họ dữ tợn mà uy nghiêm Ai nấy đều cầm pháp khí trong tay, khí thế như cầu vồng, hệt như đang chuẩn bị phủ xuống thế gian, đi hàng yêu trừ ma vậy. Lý Thủy Đạo mặc kim cương ca sa trên người, hai tay chắp lại, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng lại tụng vang một câu Phật hiệu, Ngã Phật Từ Bi, thanh âm vang dội mà trang nghiêm, một mực quanh quẩn bên trong thiên địa. Ngay lúc này, một luồng kiếm quang màu trắng hung hăng chém tới, chỉ một kiếm đã phá vỡ màn sáng thủy lam bên ngoài, nhưng khí thế vẫn không giảm lại tiếp tục chém thẳng vào đầu Lý Thủy Đạo. Ken, một tiếng dòng vang hệt như tiếng vọng của chuông cổ du dương truyền đến, không ngừng quanh quẩn trong thiên địa. Màn hào quang màu vàng kia hệt như một pho tượng cổ Phật hiện thế, lóng lánh quang huy từ bi mà trang nghiêm. Đây là pháp trận hộ thể do chiếc kim cương ca sa trên người Lý Thủy Đạo phóng ra, nó đã ngăn cản toàn bộ kiếm ý sắc bén của Quý Miễu Trần ở bên ngoài trập pháp. Trong mắt Quý Miễu Trần lóe lên một tia kinh ngạc, gã không ngờ tầng phòng ngự của người này lại cường đại như thế hơn nữa tu vi mà hắn thể hiện ra lại hoàn toàn không thua kém gã thân hình gã lóe lên bóng dáng xuất hiện hai tay chắp trước ngực hơi không người nói vị đại sư này đúng là thâm tàn bất lộ tại hạ quý miễu trần không biết đại sư xưng hô như thế nào lý thủy đạo chậm rãi mở mắt ánh mắt sáng như đuốc hắn khẽ gật đầu nói bần tăng pháp hải ra mắt quý thí chủ Quý miễu trần thu hồi trường kiếm, mũi kiếm xẹt qua không khí, để lại một tiếng xé gió rất nhỏ. Gã mỉm cười, trên mặt lộ ra mấy phần ấy nấy, rồi chấp tay nói với Lý Thủy Đạo, Pháp Hải Đại Sư, vừa rồi tại hạ không có mắt, đã đắc tội rồi, kính xin Đại Sư rộng lòng tha thứ. Ánh mắt Lý Thủy Đạo vẫn bình tĩnh như nước, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, lạnh nhạt nói, quý thí chủ quá lời. Trên con đường tu hành, luận bàn giao lưu vốn là chuyện thường tình. Nghe được lời này, Quý Miễu Trần cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thực lực của người trước mắt không thua kém gã, hơn nữa đối phương còn chủ động cho gã một đoạn bậc thang để bước xuống, nghĩa là ngay cả hắn cũng không muốn phát sinh xung đột với tu sĩ cùng cấp. Nói đến đây, ân oán giữa hai bên có thể tạm thời bỏ qua. Mặc dù Quý Miễu Trần cũng tham lam thân xác của cao tăng Phật môn, trên thực tế, đúng là vật kia vô cùng trân quý nhưng một khi nó rơi vào trong tay gã, cũng chỉ có thể dùng làm tài nguyên đi đổi lấy những món bảo vật khác còn bản thân gã lại không dùng được. Đương nhiên, nếu pháp hải kia chỉ là một tu sĩ nguyên anh cảnh, quý miễu trần nhất định sẽ giết hắn mà không có lấy một chút do dự nào, nhưng nếu tu vi của người này tương đương với giả đương nhiên quý miễu trần sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn như thế, giao hảo với tu sĩ cùng cấp, lợi ích đạt được còn lớn hơn trở mặt nhiều. Pháp hải đại sư, hôm nay chúng ta đã may mắn quen biết, lại cùng là tu hành giả, chi bằng ngươi hãy tới thương lan tiên đô với ta, hai chúng ta cùng mưu cầu con đường tu hành cho mình, ý ngươi thế nào? Quý miễu trần nhiệt tình ra mặt, lập tức mở miệng mời Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhíu mày, tuy hắn không muốn phát sinh mấy cuộc tranh đấu vô nghĩa với tu sĩ cùng giai, nhưng cũng không muốn thân quen với một thế lực nhỏ thế này. Hắn khẽ thở dài một tiếng, lập tức nhã nhặn từ chối, quý đạo hữu, trong lòng ta và ngươi đều biết rõ, con đường tu hành vốn có pháp môn riêng, ngươi là kiếm tiên đạo môn mà ta là thiền tu Phật môn sợ rằng duyên phận giữa ngươi và ta cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Quý miễu trần nghe xong, nét mặt trở nên cứng đờ, nhưng xét cho cùng, gã cũng là một kẻ tâm cơ sâu nặng, bởi vậy thái độ đã khôi phục lại bình thường chỉ trong nháy mắt. Khóe miệng gã khẽ nhất, thản nhiên nói, Pháp Hải Đại Sư, lời này của ngài sai rồi. Con đường tu hành tuy mỗi người một phương, nhưng giao lưu tâm đắc với người cùng cấp chính là cơ duyên hiếm có. Thương Lan Tiên Đô chúng ta sắp tổ chức, hòa minh tiên hội mục đích chính là tập kết tu sĩ tứ phương cùng mưu cầu con đường tu hành nếu ngài bỏ qua chẳng phải là đáng tiếc lắm sao hòa minh tiên hội rõ ràng là lý thủy đạo đã động lòng quý miễu trần tiếp tục nói con đường tu hành dài đằng đẵng nếu không có người giao lưu chẳng khác nào kẻ mù sờ voi chi bằng hãy kết thiện duyên rộng khắp có lẽ những lời chỉ điểm của người khác sẽ mang lại ích lợi lớn lao cho con đường tu hành của mình hội này thực sự có tu sĩ cùng giai tới tham dự sao vậy tổ chức khi nào sẽ có những đạo hữu nào tham dự ánh mắt lý thủy đạo sáng lên hắn lập tức dò hỏi quý miễu trần nghe vậy cũng lộ vẻ mừng vui ra mặt gã vội vàng nói hòa minh tiên hội này chính là thịnh hội ba năm một lần của thương lang tiên đô đến lúc ấy sẽ có tu sĩ cùng giai đến từ bốn phương tám hướng cùng nhau tập trung lại thảo luận tu hành chi đạo trao đổi tâm đắc trong những người này cũng có cả cao tăng đến từ thiên phạm Phật quốc nữa. Lý Thủy Đạo trầm tư một lát rồi cười nói, đa tạ quý đạo hữu đã nhắc nhở, ta sẽ cân nhắc đến lần thịnh hội này. Quý Miễu Trần thấy Lý Thủy Đạo đã đồng ý, cũng mừng rỡ trong lòng, gã vội vàng chắp tay nói, đa tạ Pháp Hải Đại Sư nể mặt, đến lúc đó ta sẽ ở Thương Lan Tiên Đô chờ Đại Sư Quang Lâm. Nói xong, Quý Miễu Trần lập tức hóa thành một luồng ánh sáng, trực tiếp cáo từ rời đi. Sau khi Quý Miễu Trần rời đi, Lý Thủy Đạo khẽ vung tay, 108 con linh quy vốn đang ẩn nấp trong rừng rậm, cũng lập tức điều khiển những luồng sáng màu xanh lam, nhanh chóng quay trở về trên người Lý Thủy Đạo. Bích hải tuyệt đào đại trận chỉ có thể phát huy ra uy năng tứ giai, đúng là bây giờ càng ngày càng không đủ dùng. Sau khi cất kỹ linh quy, Lý Thủy Đạo đạp chân lên Phật Liên, phiêu nhiên rời đi. Thương Lan Tiên Đô Lý Thủy Đạo mặc trường bào màu xanh ánh trăng, Giấu kính tu vi, Lặng Yên trở về. Sau khi giải trừ cấm chế, hắn nhanh chóng tiến vào Vân Ba tiểu trúc. Lúc này ánh trăng như nước, tĩnh mịch mà thần bí. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cổ xưa kia ra, mùi thơm lạ lùng thấm vào ruột gan lập tức tràn ra từ trong khe cửa, xen lẫn trong đó là một luồng dao động pháp lực đầy bất an. Hắn khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một loại dự cảm khó tả. Ngay khi bước vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy ba người thanh minh, tử yên, mặt thường, ngày thường đều mặc áo bào màu trắng đoan trang thanh nhã, đối mặt với một chiếc Phật đăng, khắc khổ tu luyện, nhưng giờ phút này, dường như bọn họ đã biến thành người khác. Ánh mắt các nàng mê ly mà nóng bỏng, bị nhãn như tơ, liên tục nhìn về phía hắn với ánh mắt đầy khiêu khích. Thanh Minh đứng trước cửa sổ, ánh trăng chiếu lên dáng người thước tha của nàng, càng tăng thêm vài phần quyến rũ khi nàng xoay người, tấm lụa mỏng theo gió khẽ bay, trông cứ như một vị tiên nữ hạ phàm. Nàng hơi cúi đầu, khóe miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói, sư phụ, đêm đã khuya, sao không tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu này cùng đệ tử, thanh âm nũng nịu, làm rung động lòng người. Tử Yên đang ngồi bên cạnh bàn, ngón tay gãy nhẹ dây đàn, một giai điệu triền miên quanh quẩn trong trời đêm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thủy Đạo, ánh mắt để lộ ra tình ý vô hạn cũng dịu dàng nói, sư phụ, khúc này chỉ trên trời mới có, chúng nhân gian khó mà nghe được mấy hồi. Chỉ mong sư phụ có thể thường xuyên bầu bạn bên cạnh đệ tử, cùng thưởng thức tiếng đàn tuyệt vời này. Mặt thường đang tựa người bên tường, lẳng lặng nhìn chăm chú vào lý thủy đạo. Ánh mắt nàng tràn ngập khát vọng và chờ đợi, giống như đang muốn nuốt chửng cả người hắn vào trong đó. Nàng chậm rãi tới gần, thất giọng trầm thấp mà ngập tràn cám dỗ, sư phụ, trong lòng đệ tử chỉ có một mình người. Nguyện sống cùng người đến hết cuộc đời này, không rời không bỏ. Lý Thủy Đạo âm thầm khiếp sợ, hắn chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ của ba người như thế. Hắn định dùng ánh mắt nghiêm khắc để ngăn lại hành vi của các nàng, nhưng dường như cả ba người đều không thèm để ý đến, ngược lại còn càng thêm càng rỡ, dây dưa không ngớt với hắn. Thanh Minh khẽ vuốt gương mặt hắn, tử yên thì thầm bên tai hắn, còn mặt thường đã bạo dạng xông đến, ôm lấy vòng eo của hắn hành động của các nàng càng ngày càng lớn mật càng ngày càng lộ liễu tuy ngọn lửa trong lòng lý thủy đạo cũng mỗi lúc một bùng lên mạnh mẽ nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn duy trì tỉnh táo bởi vì cái gọi là chuyện khác thường tất có vấn đề ba nàng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà thực hiện những hành vi phóng đảng như thế đúng rồi khi các nàng đi tiêu diệt linh âm phái đã thu được công pháp của linh âm phái Hẳn là hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, hai mắt trợn trừng trừng, hét lớn một tiếng, "Có phải các ngươi đã tẩu hỏa nhập ma rồi?" Một tiếng hét lớn này, tuy như lôi đình vạn quân, nhưng lại giống đá chìm đáy biển, chưa đủ để thể đánh thức ba vị nữ đệ tử trước mắt, mà ngược lại, sau khi các nàng nghe được giọng nói của Lý Thủy Đạo, lại như vừa nhận được một loại kích thích nào đó gia trì, khiến cho hành vi càng thêm điên cuồng. Vẻ mê mang trên khuôn mặt thanh minh lập tức biến mất, nàng đột nhiên ôm chặt lấy Lý Thủy Đạo, ánh mắt sáng lên đầy dị thường, "Sư phụ, vì sao người lại lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ người không biết tình ý trong lòng đệ tử sao?" Giọng nói của nàng tràn ngập ai oán và chờ mong, giống như đang muốn trút hết tất cả tình cảm ra ngoài. Tự Yên cũng theo sát phía sau, nàng khẽ vuốt dây đàn, nhưng tiếng đàn lại không còn là giai điệu truyền miên kia nữa, ngược lại, những âm điệu mới này tràn ngập mê hoặc và khiêu khích nàng vừa đàn vừa hát, tiếng ca uyển chuyển êm tai, nhưng trong ca từ lại để lộ ra nỗi khát vọng và trì miên vô hạn với Lý Thủy Đạo. Sư phụ, nếu ngài rời đi, đệ tử sẽ phải làm như thế nào đây? Nguyện ở lại với ngài, cùng ta trải qua những năm tháng dài đằng đẵng. Mặt thường còn thẳng thắn hơn nữa, nàng bước tới, có ý đồ muốn hôn lên gương mặt Lý Thủy Đạo. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập vẻ điên cuồng và cố chấp, dường như đang muốn chiếm hữu hắn hoàn toàn. Nàng khẽ lẩm bẩm trong miệng, sư phụ, đệ tử nguyện trả giá tất cả vì người, chỉ cầu xin người có thể liếc mắt nhìn ta thêm một chút. Đối mặt với hành động điên cuồng bất thình lình này, trong lòng Lý Thủy Đạo chỉ cảm thấy kinh hãi. Hắn cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của các nàng, nhưng sức lực của các nàng lại mạnh mẽ đến thần kỳ, giống như đang có một luồng lực lượng thần bí không ngừng thôi thúc và tiếp thêm sức mạnh cho các nàng. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, vẻ mặt từ bi nói, xem ra các ngươi đều đã trúng tình độc rồi, ôi, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, vậy thì vi sư sẽ cho các ngươi biết quy lực của Phật môn kim cương sử. Ánh nến lung linh đỏ, đêm tối dần khuya, cơn gió thổi qua cửa sổ, làm những bóng hình lay động mông lung. Trên tường, những bóng người uyển chuyển theo gió, nhân gian mê say tựa như mộng. Ánh nến chập chờn càng thêm phần thú vị, bóng người lắc lư qua lại tựa như mộng như si. Bóng đêm mông lung, người chưa ngủ, những bóng dáng trên tường cứ bay múa không thôi. Lý Thủy Đạo có được 2.500 vạn mẫu hư cảnh, điều này đã khiến hắn có được pháp lực vượt xa tu sĩ bình thường, cùng với tinh lực tràn đầy mà tu sĩ cùng giai khó có thể với tới. Dù vậy, để cứu vớt ba nữ nhân, Lý Thủy Đạo cũng cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, tiêu hao rất lớn. Nhưng khi nhìn thấy ba vị nữ đồ đệ trước mắt, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại từ trong vực sâu bị tẩu hỏa nhập ma, lòng hắn tràn ngập vui mừng. Sau khi ba nữ tử tỉnh lại, dường như tất cả đều đã thoát thai hoáng cốt, cả ba cùng bày ra tư thế ngồi trang nghiêm của Bồ Tát, chung quanh thân thể còn mơ hồ tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, đó là tiên linh chi khí tự nhiên toát ra sau khi tu vi tinh tiến. Trong không trung còn mơ hồ vang lên tiếng hát bằng phản âm, du dương mà thần thánh, tựa như đang có vô số những vị Phật đà âm thầm tụng kinh, tẩy rửa tâm linh cho các nàng. Sắc mặt các nàng hồng nhuận, ánh mắt trong suốt, dường như có thể thấy rõ tất cả những hỗn loạn giữa thế gian. Giờ phút này, pháp lực của các nàng tăng vọt, tựa như trong tay đang có một nguồn năng lượng vô cùng vô tận, trong lúc giơ tay nhất chân cũng toát lên khí tràn cường đại. Các ngươi xem chuyện tốt mà các ngươi làm đi, sư phụ cũng bị các ngươi làm trầy da rồi. Lý Thủy Đạo nói với vẻ mặt trách cứ. Nhìn thân thể đang sưng đỏ của Lý Thủy Đạo, thanh minh khẽ cắn môi dưới, ánh mắt tràn ngập hối hận, sư phụ chúng ta không biết vì sao đột nhiên chúng ta lại không khống chế được tâm thần mới làm ra chuyện hoang đường như vậy tử yên cũng vội vàng phụ họa nói đệ tử biết sai rồi kính xin sư phụ thứ tội mặc thường thì yên lặng rơi lệ thanh âm nức nở nói đệ tử đệ tử cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra dường như có một luồng sức mạnh nào đó đang điều khiển chúng ta lý thủy đạo nhìn ba nữ tử vô cùng chật vật trước mắt hắn hơi nhíu mày trong giọng nói để lộ ra vài phần quan tâm các ngươi đã tu luyện công pháp gì vì sao lại rơi vào trong ảo cảnh kiều diễm như vậy thậm chí còn không thể kiềm chế nổi hành động của mình ba nữ liếc mắt nhìn nhau trong mắt là sự mê man khó hiểu thanh minh hít sâu một hơi chậm rãi lấy ra một bản phật kinh nặng nề từ trong túi trữ vật bị phật kinh kia có màu vàng tản ra ánh sáng âm lạnh lẽo phía trên có viết mấy chữ to linh âm bồ tát kinh lý thủy đạo tiếp nhận kinh phật lật ra từng trang giấy ố vàng, ánh mắt lướt qua văn tự. Bộ Linh Âm Bồ Tát Kinh này xuất xứ từ Linh Âm phái, là một công pháp Phật môn cực kỳ tà dị, người tu luyện phải hấp thu pháp lực và tinh khí của nam tử mới có thể giúp cho tu vi của mình đột ngột tăng mạnh, cuối cùng luyện thành Linh Âm Bồ Tát. Nhưng trên thế gian này không một nam tử nào chịu được sự áp bức như vậy, bởi thế, phương thức Linh Âm phái áp dụng chính là tung lưới rộng, chỉ cần là nam nhân có pháp lực đều sẽ bị hút sạch. Hai mắt Lý Thủy Đạo hiếp lại, có lẽ những người khác sẽ không chịu nổi sự nghiền ép như vậy, nhưng hắn thì chưa chắc. Hắn có được 2.500 vạn mẫu hư cảnh làm nội tình, bất kể là pháp lực hay tinh lực đều giống như vực như biển, vô cùng vô tận. Đương nhiên sự đòi hỏi của ba nữ tử cũng là vô cùng vô tận. Kể cả thế giới có 2.500 vạn mẫu cũng không chịu nổi sự nghiền ép như vậy, may mà Lý Thủy Đạo có thể áp dụng một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Lại nói, ở thế giới trong bình kia, quá trình tu luyện đã tự thành một hệ thống, ai nấy đều tu đồng tham. Mà theo tin đồn, nơi này còn có một loại truyền thừa bí ẩn, đó chính là nam nữ cùng là đồng tham của nhau. Ba nữ nhân này ban đầu vốn là ma nữ, các nàng không có đạo đức của nhân tộc, lại không rõ chính tà, không biết nông sâu, tùy tiện đi tu luyện loại ma công, linh âm Bồ Tát kinh, này rồi coi hắn như một loại thuốc bổ để tha hồ hấp thụ, nhưng làm sao hắn không thể nhân cơ hội này đi rút củi dưới đáy nồi, luyện các nàng thành đồng tham của mình, để đến cuối cùng, hết thảy mọi thứ lại chuyển ngược về chính bản thân hắn, trận quyết đấu này, hắn tất thắng, bởi vì loại, linh âm Bồ Tát Kinh. Mà ba nữ tử này đang tu luyện đã nằm trong tay hắn, hoàn toàn không còn bí mật gì nữa, mà, đồng tham bí thuật, ác độc kia, lại chỉ có một mình hắn biết. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thanh minh, tự yên và mặt thường, đầu ngón tay truyền đến cảm xúc mềm mại mượt mà, giống như đang vuốt ve tơ lụa. Ánh mắt hắn không ngừng lưu chuyển trên thân thể ba người các nàng, trong mắt tràn đầy yêu mến và tán thưởng. Linh âm Bồ Tát Kinh, chính là pháp môn tu luyện hiếm thấy trên thế gian, nhưng các ngươi có nghĩ tới, vì sao Linh âm phái có được bộ công pháp này lại chỉ là một môn phái nhỏ bất nhập lưu hay không? Giọng nói trầm thấp mà giàu từ tính của Lý Thủy Đạo vang lên, giống như suối nước trong vắt, trực tiếp gột rửa tâm linh của các nàng tuy trên người thanh minh đang ngập đầy uế vật nhưng lại lộ vẻ mặt cung kính hồi đáp là nhiều đời đệ tử của bọn họ đều chưa từng gặp được danh sư khó có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh túy của linh âm bồ tát kinh dẫn tới chuyện thực lực của môn phái từ từ suy sụp tử yên khẽ chớp làng mi phụ họa nói đám nữ tu linh âm phái đó làm sao có thể gặp được kim cương sử chân chính của phật môn bọn họ chỉ tùy tiện tìm những tiểu thanh long kia làm sao đối phương có thể trợ giúp các nàng tu luyện tới cảnh giới cao thâm được, mặt thường cũng nhẹ giọng nói, chúng đệ tử có đại pháp lực của sư phụ tương trợ, tu luyện môn công pháp này tất có thể làm ít công to, dễ dàng thành tựu nguyên anh. Lý Thủy Đạo khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói, các ngươi nói không sai. Sở dĩ linh âm phái suy sụp, chính vì nhiều đời đệ tử của bọn họ khó có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được sự huyền bí của linh âm Bồ Tát Kinh vi sư sẽ cùng các ngươi đi sâu vào tu luyện môn công pháp này ba nữ tử nghe vậy nét mặt đều lộ vẻ mừng vui tuy hiện tại thần trí các nàng đang tỉnh táo nhưng lại càng thêm khao khát đối với quá trình tu luyện linh âm bồ tát kinh dù sao nó cũng chính là con đường tắt có thể trợ giúp các nàng nhanh chóng gia tăng tu vi hơn nữa trong quá trình đạt được sức mạnh lại không cần phải trả bất cứ cái giá nào còn có thể hưởng thụ từ đầu tới cuối cớ sao mà không làm muốn lấy trước tiên phải cho đi trên đời này nào có loại sức mạnh gì chỉ có nhận về mà không phải trả giá đắt, ánh mắt Lý Thủy Đạo lóe lên một tia sâu kín nhưng đôi tay lại càng thêm dịu dàng. Thương Lan Tiên Đô Trên vân tiêu tiên đài, một cuộc thịnh hội được giới tu tiên chú ý đến, mang tên là Hòa Minh Tiên Hội, đang được tổ chức hừng hực khí thế. Tiên hội ba năm một lần này không chỉ thu hút những anh hào trong giới tu tiên mà còn hội tụ được vô số những tu sĩ muốn đi tìm kiếm tiên duyên, trao đổi đạo pháp, trên vân tiêu tiên đài mây mù lượn lờ tiên nhạc bồng bềnh từng chiếc bảo tọa được chạm trổ từ bạch ngọc đang xen chằng chịt trên tiên đài giống như những ngôi sao trên trời giáng xuống nhân gian vân tiêu kiếm tiên quý miễu trần đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa người này mày kiếm mắt sáng khí chất xuất trần một bộ áo bào màu trắng tung bay giống như trích tiên ở hai bên quý miễu trần có hai vị tu sĩ hóa thần kỳ đến từ thiên phạm phật quốc một vị có pháp danh Minh Tâm, khuôn mặt hiền hòa, hai mắt sáng như đuốc, người khoác áo cà sa, trong tay cầm niệm châu, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng tụng niệm kinh Phật, mang đến cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh và xa vời. Một vị khác có pháp hiệu là Tuệ Hải, có dáng người cao to, sắc mặt hồng hào, hai mắt sáng người có thần, tựa như có thể thấy rõ hết thảy mọi chân tướng trên thế gian. Người này khoác lên mình một chiếc áo cà sa màu vàng, đầu đội bảo quan, hai tay chấp lại, lặng lẽ ngồi tĩnh tọa trên bảo tọa nhưng trên thân lại tản ra một luồng khí thế uy nghiêm cùng trang trọng tại hòa minh tiên hội nhóm tu sĩ đến từ các phe đều nhao nhao lên đài hiến nghệ hoặc thể hiện kiếm pháp hoặc diễn tấu tiên nhạc hoặc trình bày đạo pháp hoặc trao đổi tâm đắc vô cùng náo nhiệt tiên nhạc vang vọng trên khắp tiên đài cùng với kiếm khí tung hoành đạo pháp sáng chói làm cho người ta không kịp nhìn hết trên đài cao quý miễu trần thể gật đầu biểu đạt sự kính trọng với hai vị cao tăng bên cạnh, có Minh Tâm đại sư, Tuệ Hải đại sư nể mặt tới tham gia tiên hội lần này, đúng là vẻ vang cho Vân Tiêu Tiên Đài của ta. Nét mặt Minh Tâm vẫn bình thản, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần nghi hoặc, "Quý đạo hữu, vì sao vị Pháp Hải trong Phật môn kia lại không xuất hiện?" Sắc mặt Tuệ Hải trầm xuống, trong giọng nói để lộ ra vài phần tức giận, "Quý đạo hữu, chúng ta từ Thiên Phạm Phật Quốc ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này không phải vì cổ vũ cho ngươi, kính xin đạo hữu hãy nói cho chúng ta biết." rốt cuộc là pháp hải kia đang ở nơi nào, cũng tiện để chúng ta trừ ma vệ đạo, thanh lý môn hộ, minh tâm chấp tay trước. Ngực, hơi cúi đầu, kính xin quý đạo hữu hãy nói rõ sự thật, hành động lần này của pháp hải chẳng khác nào đã khinh nhờn ngã Phật. Tuy ngã Phật từ bi nhưng không thể tùy tiện để mặc cho hắn tiếp tục tồn tại trên đời này. Quý miễu trần nghe vậy, lập tức đổ mồ hôi đầm đìa. Cả vốn cho rằng, Pháp Hải, ăn cắp di thể của tiền bối phật môn kia sẽ đúng hẹn đến tham dự hòa minh tiên hội, lại không ngờ hắn chẳng hề đi tới. Bây giờ cơn giận của hai vị cao tăng minh tâm và tuệ hải đã khó có thể bình ổn được rồi, gã không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Hai vị đại sư, xin nghe ta nói một lời. Quý Miểu Trần hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Trước đó, đúng là yêu tăng pháp hải này đã đồng ý sẽ đến hòa minh tiên hội, không ngờ tên đó lại lừa gạt ta giờ đúng là tại hạ đã mất đi hành tung của hắn rồi nhưng xin hai vị đại sư cứ yên tâm ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi tìm kiếm tung tích của yêu tăng pháp hải thanh lý môn hộ cho phật môn minh tâm và tuệ hải liếc mắt nhìn nhau đều thấy được sự khó chịu trong mắt đối phương nhưng nói gì thì nói vân tiêu kiếm tiên quý miễu trần này cũng là người đứng đầu một phương không thể không nể mặt gã được đúng vào lúc này một người trẻ tuổi mặc áo xanh đột nhiên đi về phía đài cao quanh người hắn tản ra một luồng khí tức cường đại hiển nhiên tu vi bất phàm người này mắt sáng như đuốc một mực nhìn chằm chằm vào minh tâm và tuệ hải vừa mở miệng đã hùng hổ dọa người trong hai người các ngươi rốt cuộc ai là lý thủy đạo của minh đăng tự minh tâm và tuệ hải liếc mắt nhìn nhau trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bọn họ chưa từng trông thấy một tu sĩ nào trẻ tuổi như vậy lại có tu vi cao thâm đến thế hơn nữa khí tức trên người người này còn mơ hồ để lộ ra một loại ma khí quỷ dị khiến bọn họ không khỏi đề cao cảnh giác minh tâm hít sâu một hơi trầm ổn đáp lại chúng ta đều không phải là lý thủy đạo cũng không phải là tăng nhân của minh đăng tự như lời ngươi nói chúng ta là người xuất gia pháp danh của chúng ta là minh tâm và tuệ hải nghe vậy đối phương khẽ cao mày dường như cũng không tin lời bọn họ lại thấy thanh niên nọ hừ lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, trong giọng nói cũng để lộ ra vài phần kinh miệt, bản tọa hao phí một năm tìm kiếm khắp thiên lang hải. Đây là lần đầu tiên phát hiện ra tu sĩ Phật môn có tu vi tương đương với lý thủy đạo, mong hai vị hãy nói rõ sự thật, chớ có ép bản tọa phải vận dụng thủ đoạn của mình. Lời này giống như lưỡi đau lạnh như băng, khiến bầu không khí vốn sôi nổi xung quanh, cũng vì đó mà động lại. Đối mặt với lời chất vấn hùng hổ dọa người này, tuy trong lòng hai vị cao tăng minh tâm và tuệ hải cũng có chút khó chịu nhưng trên mặt vẫn duy trì sự bình thản của người xuất gia minh tâm chắp hai tay trước ngực hơi cúi đầu nói thí chủ đúng là chúng ta không biết lý thủy đạo đang ở nơi nào cũng chưa từng nghe nói đến người này đệ tử phật môn ta vốn tu tâm dưỡng tính không tranh quyền thế sao có thể liên quan tới người trong ma giáo lạc vân hiên cười lạnh một tiếng hàng quan trong mắt càng đậm hơn hừ người trong phật môn Chính vì nhìn thấy các ngươi là tu sĩ Phật môn, ta mới tìm các ngươi để hỏi, nếu hôm nay các ngươi không giao lý thủy đạo ra, thì đừng trách ta xuống tay vô tình, tuệ hải thấy vậy, không nhịn được nữa, lập tức đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy tức giận, thí chủ, ngươi nói quá đáng rồi. Tuy hai người chúng ta là đệ tử của Phật môn, nhưng cũng không phải hạng người nhu nhược, tùy ý để mặc cho người khác bắt nạt. Nếu ngươi còn vô lễ như thế, đừng trách chúng ta không khách khí, nghe vậy, Lạc Vân Hiên hiếp hai mắt lại, lập tức cất giọng trầm thấp mà lạnh như băng hệt như đến từ dưới cửu u địa ngục, nói như vậy, các ngươi thật sự không biết lý thủy đạo của Minh đang tự kia đang ở nơi nào, Minh tâm chấp hai tay, trong mắt lóe lên một tia kiên định, A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Ngoại trừ yêu tăng pháp hải kia, tu sĩ Phật môn chúng ta tuyệt đối sẽ không lừa dối bất cứ ai. Lạc Vân Hiên khẽ gật đầu, khóe môi lại nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó, gã hít sâu một hơi tựa như muốn hút toàn bộ sinh khí của tiên đô vào trong cơ thể rồi chậm rãi mở miệng trong giọng nói tràn ngập sát ý vô tận đương nhiên là ta biết các ngươi không phải lý thủy đạo nhưng hôm nay các ngươi lại phải trở thành con dê thế tội cho hắn hy vọng các ngươi có thể hiểu cho dù sao ta cũng phải báo cáo kết quả công việc lời còn chưa dứt khí tức quanh thân lạc vân hiên đột nhiên tăng vọt một luồng âm ảnh chi lực khủng bố từ trong cơ thể gã phóng thẳng lên trời sức mạnh hắc ám thổi quét toàn bộ tiên đô chỉ trong nháy mắt nó giống như một loại mực nước nồng đậm gần như đã cắn nuốt hết thảy quang minh ở trong bóng tối này thân thể lạc vân hiên đã tiêu tán chỉ còn lại ma thể khủng bố dữ tợn hai mắt gã lóe lên ánh sáng đỏ như máu giống hai ngọn lửa đang thiêu đốt gã cất tiếng cười to trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng và tàn nhẫn lý thủy đạo ngươi dám khinh nhận âm ảnh chi chủ hôm nay ta nhất định phải đánh cho ngươi hồn phi phách tán, minh tâm và tuệ hải bị luồng khí tức kinh khủng này chấn nhiếp, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải một con ma đầu nào cường đại như thế, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Trước mặt luồng âm ảnh chi lực này, vân tiêu kiếm tiên quý miễu trần cũng có cảm giác bản thân vô lực, không thể cứu vãn được điều gì. Cả càng biết rõ đạo lý, đạo hữu chết, bần đạo không chết, hơn, vì vậy kết quả là hai vị đại sư ta đi trước một bước dứt lời thân hình gã lóe lên muốn thoát khỏi vùng âm ảnh khủng bố này nhưng âm ảnh chi lực lục giai là thứ gã có thể tùy tiện chạy trốn sao chỉ thấy một bóng đen lập tức quấn quanh người quý miễu trần rồi kéo gã vào trong bóng tối khi bóng đen tiêu tán quý miễu trần đã hóa thành một con rối kiếm ma ánh mắt trống rỗng dường như đã mất đi linh hồn ảnh ma nghịch chuyển đại thần thông lục giai đến từ âm ảnh ma tổ giống như một lời nguyền rủa điên cuồng lan tràn khắp thương lan tiên đô tất cả những sinh linh bị một chiêu này bao phủ không cần biết là người hay yêu không quan tâm là phàm nhân hay tu sĩ cái bóng dưới chân bọn họ đều đột nhiên vặn vẹo kéo dài giống như một sợi xúc tu vươn ra từ dưới lòng đất quấn chặt lấy thân thể bọn họ một loạt âm thanh vặn vẹo khiến người ta rợn tóc gáy vang lên thân thể mọi người bắt đầu trở nên mơ hồ Hệt như vừa bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó dần dần cắn nuốt. Mà giờ phút này, những cái bóng vốn luôn nương tựa dưới chân mọi người, lại như lấy được sinh mệnh của chính mình, dần dần thực thể hóa. Bọn chúng không còn là những đường nét bóng tối đơn giản nữa, mà đã có được máu thịt và xương cốt chân thật của chính mình, giống như một loại sinh vật khủng bố đến từ một chiều không gian khác, trực tiếp dán xuống nơi đây. Đám quái vật cái bóng này có khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh sâu thẳm, tựa như có thể nhìn thấu vực sâu trong lòng người. Chúng nó phát ra từng tràng cười trầm thấp mà quỷ dị, trong thanh âm tràn ngập tàn nhẫn và tà ác. Kinh khủng hơn, đó là trong quá trình chuyển đổi này, con người vẫn sẽ duy trì ý thức tỉnh táo. Bọn họ hoảng sợ phát hiện mình không thể khống chế được thân thể, bởi vì cả cơ thể lẫn linh hồn của bọn họ đều bị cầm tù bên trong bộ thân thể đang dần dần biến mất kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái vật vốn là cái bóng của chính mình hung hăng tàn phá bừa bãi giữa thế gian thương lan tiên đô rơi vào khủng hoảng trước nay chưa từng có ở thời điểm hiện tại đường phố vốn luôn yên tĩnh an lành của trước kia đã biến thành một chốn địa ngục khủng bố tiếng thét chói tai tiếng khóc âm ỉ cứ liên tiếp truyền ra có cảm giác như toàn bộ thế giới đều rơi vào điên cuồng mà bên trong khung cảnh hỗn loạn này bóng dáng của âm ảnh ma tổ lại càng có vẻ cao lớn hơn khủng bố hơn. Dường như gã đã trở thành kẻ khống chế tất cả những chuyện này. Tiếng cười của gã vang vọng trong bóng đêm, tràn đầy điên cuồng và tàn nhẫn. Gã đang tận tình thưởng thức vụ tai họa do chính mình gây ra, đang mặc sức hưởng thụ vẻ đẹp của sự vặn vẹo mà quỷ dị này. Toàn bộ thương lan tiên đô đều chìm vào bóng tối và hỗn loạn trước nay chưa từng có. Tiếng cười quỷ dị của âm ảnh ma tổ vang vọng thắp mọi ngóc ngách trong thành, giết. Giết. Dết! giết sạch đám nhân loại các ngươi trút giận cho âm ảnh chi chủ theo mệnh lệnh của gã những con rối đã bị âm ảnh chi lực khống chế bắt đầu điên cuồng giết chóc máu tươi nhuộm đỏ đường phố tiếng kêu rên liên tiếp vang lên trong đôi mắt của âm ảnh ma tổ lóe ra một mảnh quan mang tàn nhẫn dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của gã gã cũng biết hôm nay mình đại khai sát giới như vậy nếu lý thủy đạo biết được tin tức này hắn nhất định sẽ chạy trốn đi thật xa mà một khi hắn thực sự làm như vậy thì âm ảnh chi chủ muốn tìm được hắn sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều chắc chắn là gã không thể hoàn thành nhiệm vụ này được rồi vấn đề không phải là lý thủy đạo cường đại chỉ đơn giản hắn chính là một con rùa đen rút đầu cực kỳ khó tìm ai phải tìm hắn sẽ hiểu bây giờ âm ảnh ma tổ chỉ có thể làm được một việc đó chính là tìm hai kẻ chết thay mang về để hoàn thành nhiệm vụ cũng thuận tiện đại khai sát giới một phen, trúc giận thay cho âm ảnh chi chủ. Trong bóng tối và hỗn loạn, âm ảnh ma tổ thỏa thích phóng ra sức mạnh của mình, sau khi phá hủy tất cả, gã lập tức dẫn theo hai vị tăng nhân hóa thần kỳ kia chạy đi thật xa. Trên thực tế, Lý Thủy Đạo đã ném chuyện về, Hòa Minh Tiên Hội, từng được Vân Tiêu kiếm tiên quý miễu trần đề cập nhiều lần với mình lên chín tầng mây rồi. Tuy hắn cũng thật sự muốn giao lưu với đám tu sĩ cùng giai, nhưng tuyệt đối không thể mang danh Pháp Hải đi đến đó được, bởi đầu óc của hắn không có vấn đề. Pháp Hải, chính là Pháp danh Phật môn chuyên làm chuyện xấu của hắn. Nếu muốn làm việc tốt, hắn sẽ không dùng thân phận Phật môn, mà lấy thân phận Đạo môn. Lúc ấy, Lý Thủy Đạo đã mở miệng đồng ý tham gia Hòa Minh Tiên Hội, nhưng đó chỉ đơn thuần là hắn thách sáo với Quý Miễu Trần mà thôi, dù sao tất cả mọi người đều là tu sĩ cùng giai đương nhiên phải khách khí vài câu mới đúng đạo lý đối nhân xử thế. Khách khí xong, đương nhiên là không có sau đó rồi. Lúc này, Lý Thủy Đạo đang bận rộn, cưỡi Bồ Tát, bên trong vân ba tiểu trúc. Thanh minh rất cao, khuôn mặt nàng ra nghiêm thành kính, dường như mang theo từ bi vô tận. Khi tu vi ngày càng tinh thâm, nàng đã hóa thành một vị quan âm Bồ Tát tóc xanh mắt xanh, cầm tịnh bình trong tay, dưới chân có một đóa hoa sen màu như tuyết đang nở rộ, tản ra mùi thơm thoang thoảng tư thế của nàng ưu nhã mà trang trọng, dường như mỗi một ngón tay, mỗi một động tác đều toát lên sự từ bi và trí tuệ của Bồ Tát. Vào khoảnh khắc này, khí chất vốn dịu dàng của tử yên càng trở nên thần thánh mà trang nghiêm. Nàng giống như một vị phổ hiền Bồ Tát, hai mắt nhắm nghiền, hai tay chấp lại, hệt như đang chuyên tâm lắng nghe nỗi cực khổ và lời cầu nguyện của thế gian. Thân thể của nàng nhẹ nhàng đông đưa theo tiếng tụng niệm kinh văn, tựa như đang tận tình phối hợp với tiết tấu bên trong thiên địa mặt thường hóa thành hình tượng văn thù Bồ Tát. dáng người nàng thon thả mà uyển chuyển, trong tay đang cầm một quyển kinh thư. Khuôn mặt nàng cơ trí mà thâm thúy, tựa như có thể nhìn rõ hết thảy mọi chuyện trên thế gian. Tư thế nàng bày ra vừa ưu nhã vừa tràn ngập sức mạnh, có cảm giác bất cứ lúc nào nàng cũng sẵn lòng chỉ điểm bến mê cho chúng sinh. Mà giờ phút này, Lý Thủy Đạo đang ngồi ở một bên, mái tóc mới mọc dài ra đã rối tung xõa trên bờ vai, trên người hắn mặc một bộ xiêm y rộng thùng thình, để lộ mảng lông chân trần trụi, phóng đảng đến tột cùng. Một tay hắn cầm chén rượu nhẹ nhàng lắc, một tay lại nắm bút lông, chấm đầy mực nước bên trên. Hắn múa bút vẩy mực, rồi nhẹ nhàng đặt bút lông lên thân thể trắng nõn của các nàng. Văn tự dưới ngòi bút của hắn chảy xuôi ra như nước, đây chính là kinh văn của Linh âm Bồ Tát Kinh. Theo quỹ tích chuyển động của ngòi bút trên tay Lý Thủy Đạo, những văn tự kia như sống lại, chúng trực tiếp nhảy nhót trên thân thể các nàng, rồi không ngừng xoay tròn, tản ra kim quang nhàn nhạt. Những luồng kim quang kia cũng xoay chuyển theo từng hành động rất nhỏ trên cơ thể các nàng, rồi đang xen vào nhau, tạo thành một vài bức đồ án thần bí. Mấy hình vẽ đó cũng tỏa ra hào quang chói mắt, chiếu rọi toàn bộ vân ba tiểu trúc thành một mảnh vàng son lộng lẫy. Giờ phút này, vân ba tiểu trúc như biến thành một khu thánh địa tràn đầy khí tức trang nghiêm, thần thánh và dâm mỹ của Phật môn. Ba loại khí tức này vốn không hề liên quan đến nhau, nhưng lại giao hòa với nhau một cách quỷ dị cảnh tượng khiến người ta vô cùng chấn động. ngay sau buổi chiều yên tĩnh này, đột nhiên lý thủy đạo cảm nhận được trái tim mình không ngừng rung rẩy, một loại cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có ùng ùng bao phủ tới. hắn cảm nhận được một luồng ma lực âm ảnh sâu không lường được đang mãnh liệt cuốn tới như thủy triều. luồng sức mạnh này cường đại đến mức khiến hắn tưởng rằng âm ảnh chi chủ vừa đích thân hàng lâm xuống nơi đây. hắn liếc nhìn sang cái bóng của thanh minh tử yên và mặt thường, thậm chí cả cái bóng dưới chân mình chỉ thấy chúng đã bắt đầu vặn vẹo biến hình cảnh tượng vô cùng quỷ dị hệt như những cái bóng kia cũng có sinh mệnh của riêng mình và đang muốn dãy dụa muốn thoát ly khỏi sự trói buộc của mặt đất dưới chân lý thủy đạo giật mình hắn lập tức nhận ra đây là đại thần thông lục giai ảnh ma nghịch chuyển đây là đại thần thông lục giai ảnh ma nghịch chuyển nhất định phải đứng yên một chỗ không được cử động cử động là chết chắc dù giọng nói của lý thủy đạo còn chưa phát ra khỏi miệng nhưng thông qua tâm linh cảm ứng hắn đã truyền rõ ràng cho ba người thanh minh tử yên và mặc thường rồi ba người vốn đang ở trong trạng thái tu luyện giờ phút này cảm nhận được lời cảnh cáo của lý thủy đạo tất cả đều nín thở ngưng thần không dám nhúc nhích bốn người như đã hóa thành bốn pho tượng để mặc cho âm ảnh chi lực không ngừng tàn phá bừa bãi chung quanh ba người thanh minh cảm nhận được cái bóng của mình đang điên cùng dãy dụa giống như muốn thoát khỏi trói buộc sau đó nghịch chuyển hoán đổi với thân thể của chính mình. Âm ảnh chi lực này cực kỳ tà ác và cường đại, nó yên lặng xâm nhập vào thân thể bốn người, có ý đồ muốn nuốt chửng lấy pháp lực của bọn họ. Tuy ba người thanh minh, tử yên và mặt thường cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng xói mòn, nhưng các nàng vẫn không sợ hãi và tuyệt vọng. Các nàng hoàn toàn tin tưởng vào lý thủy đạo, chỉ cần giữ yên tư thế, không động đậy là được các nàng cũng tới từ âm ảnh ma giới đã sớm nghe nói đến môn thần thông đại danh đỉnh đỉnh này rồi bây giờ chỉ có thể giữ yên bất động mà thôi tuy lý thủy đạo có thể sử dụng bồ đề châu dùng linh hồn chi lực của âm ảnh chi chủ từ đó dễ dàng giải trừ được môn thần thông này nhưng làm như vậy rất có thể sẽ gây ra động tĩnh càng lớn hơn khiến cho âm ảnh ma tổ chú ý đến nơi này bởi vậy hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hành động lấy bất biến ứng vạn biến của mình chờ đợi âm ảnh ma tổ tự rời đi vào những lúc như thế này dường như thời gian cũng trở nên dài lâu đến lạ trong vân ba tiểu trúc tràn ngập bầu không khí khẩn trương mà áp lực nhưng ngay khi âm ảnh chi lực sắp đạt tới đỉnh phong đột nhiên nó lại bắt đầu chậm rãi rút lui cái bóng dưới chân bốn người cũng dần dần trở về trạng thái bình thường lý thủy đạo thầm vui vẻ hắn biết nguy cơ đã tạm thời được giải trừ hắn lập tức truyền đạt tin tức cho ba người thanh minh, tử yên và mặt thường thông qua tâm linh cảm ứng, nguy cơ đã qua, chắc chắn bên ngoài đã đại loạn rồi, chúng ta không nên đi ra ngoài. Tiên giới Bên ngoài Thương Lan Tiên Đô có một trấn nhỏ tên là Mã Đề Trấn. Trấn này cũng giống như tên, cả ngày đều vang lên những tiếng vó ngựa không ngừng nghỉ. Nó chính là một tòa thành trấn nhỏ nằm ngay tại đầu mối giao thông then chốt. Bởi xét cho cùng, nhân tộc phải có linh căn mới có thể tu luyện được, mà trên tiên giới lại không phải ai cũng có linh căn. Nói cách khác, nơi này vốn có tên là tiên giới nhưng trên thực tế, đại đa số mọi người sinh sống ở nơi này đều là phàm nhân. Lấy ví dụ như một tòa thương lan tiên đô chẳng hạn, có đến mấy chục vạn tu tiên giả thường xuyên ở lại tiên đô này, nhưng số lượng phàm nhân sinh sống tại tiên đô còn cao tới mấy trăm vạn. Một tòa thành thị có đến trăm vạn nhân khẩu, Đương nhiên phải tiêu hao vô số vật tư, chính vì thế mới tạo nên sự phồn hoa của Mã Đề Trấn. Nhưng chính vì Mã Đề Trấn chỉ chuyên phục vụ cho phàm nhân, nên hầu như trong trấn này không có tu tiên giả. Sáng sớm, gió thu hiu quạnh, Mã Đề Trấn tràn ngập mùi rơm rạ thoang thoảng. Sương sớm chưa tan, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống bên dưới, nhuộm đẫm cảnh phố phường bận rộn như một bức tranh thủy mặc. Ở hai bên đường phố, Mấy tấm bản hiệu cửa hàng không ngừng lay động theo gió, phát ra tiếng vang sàn sạc đang xen với tiết tấu vó ngựa xa xa, hình thành nên một khúc giao hưởng ngày thu độc đáo. Ở ngay giữa trấn, có một quán trà tên là Vân Thủy Giang. Mặt tiền không bắt mắt, trong yên tĩnh để lộ ra một loại phong cách cổ xưa, lịch sự mà tao nhã. Lúc này, sắc trời còn sớm, mấy vệt nắng mai còn treo ngay phía chân trời, trong quán trà phải thắp lên vài ánh đèn mờ mờ, càng tăng thêm mấy phần ấm áp cho buổi sáng sớm nay. Trong quán thưa thất người, chỉ có vài vị khách đang uống trà, tự mình đắm chìm trong hương trà và khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi của tiểu trấn. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang bốn vị khách không mời đi đến. Thân pháp của bọn họ nhẹ nhàng vô cùng, tự như trực tiếp đạp mây mà đến, gần như ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong quán trà. Nam tử cầm đầu mặc áo xanh, để tóc ngắn, hai hàng lông mày hiển lộ ra khí chất bất phàm bên cạnh hắn có ba nữ tử phong hoa tuyệt đại. Ba người bọn họ đều mặc váy dài, màu sắc khác nhau, nhưng đều tản ra một loại khí tức lạnh lùng mà cao quý. Đương nhiên, bốn người này chính là Lý Thủy Đạo, Thanh Minh, Tự Yên và Mặt Thường. Bọn họ vốn sinh ra ở âm ảnh ma giới, có lẽ người khác muốn rời khỏi Thương Lan Tiên Đô Kia sẽ rất khó khăn, nhưng bọn họ lại có thể rời đi dễ dàng như trở bàn tay. Sau khi xác nhận được vị âm ảnh ma tổ lúc trước đã thật sự rời đi rồi, vào đúng khoảnh khắc ngay trước lúc bình minh cũng là thời khắc tối tăm nhất trong ngày bốn người lập tức thi triển thần thông lặng yên rời khỏi thương lan tiên đô vô kinh vô hiểm đến được nơi đây sau khi tiến vào quán trà bọn họ tìm được một cái bàn riêng mỗi người tự ngồi xuống lý thủy đạo khẽ nhấp một ngụm nước trà trong ánh mắt toát lên vẻ trầm tư bình thản mà thanh minh tử yên và mặt thường lại lặng lẽ cúi đầu thưởng thức trà giống như đang đắm chìm trong bầu không khí yên tĩnh hiếm thế này Tiểu nhị của quán trà thấy vậy, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Tuy khí chất của bốn người này khác nhau, nhưng người nào cũng là nhân trung long phượng. Nhất là ba vị nữ tử kia, mỹ mạo và khí chất của các nàng cực kỳ xuất sắc, giống như tiên tử trên trời, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà nam tử kia càng thêm khí vũ hiên ngang, hơn xa đám giang hồ hào kiệt bình thường. Bốn người bọn họ tìm đến nơi đây, tự như đã tăng thêm vài phần hào quang cho quán trà này, chân chính mang đến cảm giác vẻ vang vô hạn tiểu nhị không dám chậm trễ vội vàng tiến lên châm trà rót nước cho bốn người bọn họ gã càng vụng trộn đánh giá bốn người này trong lòng càng cảm nhận được sự bất phàm của bọn họ đây hẳn là bốn vị tu tiên giả đúng vào lúc này bên ngoài quán trà lại truyền đến một chuỗi những tiếng ồn ào có một đội xe vừa chậm rãi dừng lại nhóm xa phu gọi tiểu nhị của quán trà đi tới rồi lớn tiếng dặn dò cho mỗi người chúng ta một chén trà lớn, uống xong chúng ta sẽ đi thương lan tiên đô. Lý Thủy Đạo nghe vậy, lại khẽ cau mày, hắn đặt chén trà trong tay xuống, than nhẹ một tiếng, thương lan tiên đô, bây giờ đã không còn như xưa nữa. Nơi đó đã trở thành ma quật, ma khí tràn ngập, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu các ngươi tùy tiện đi tới, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong quán trà đều sợ đến ngây người mấy người dân lao động hay tiểu thương đều dừng công việc trong tay lại bắt đầu bàn tán sôi nổi một tiểu thương mập mạp cười ha ha nói vị tiểu ca này ngươi nói đùa sao thương lan tiên đô có vân tiêu kiếm tiên quý miễu trần trấn thủ sao có thể biến thành ma quật được một nông phu khác mặc áo vải cũ nát cũng phụ họa nói đúng vậy đúng vậy quý miễu trần đại nhân là nhân tài kiệt xuất của tiên giới thương lan tiên đô chính là nơi ngài trấn giữ làm sao có ma đầu dám tới dương oai nhà ta có người làm việc tại thiên Quang cát tháng trước ta còn gặp hắn một phú thương mặc y phục hoa lệ đắc ý nói thương lan tiên đô kia đúng là phồn hoa làm gì có ma khí gì tràn ngập vị tiểu ca này ta thấy ngươi đã bị lời đồn đại mê hoặc rồi một lão giả vuốt vuốt chồng râu khẽ cười nói trận pháp của thương lan tiên đô cao tới lục giai dù ma đầu luyện hư cảnh xông tới cũng có thể chống chọi được nơi đó chính là khu vực an toàn nhất vùng này của chúng ta sao có thể gặp nguy hiểm ma đầu luyện hư cảnh các ngươi thật coi trọng quý miễu trần lý thủy đạo vừa uống trà vừa lắc đầu cười nói sau giờ ngọ hôm qua khi âm ảnh ma tổ lục giai xâm lấn thương lan tiên đô hắn chỉ dùng một chiêu ảnh ma nghịch chuyển đã giết sạch tất cả mọi người ở nơi đó rồi vậy tại sao ngươi lại có thể sống sót trở về ánh mắt của ông lão kia lóe lên vẻ sắc bén lý thủy đạo hời hợt đặt chén trà xuống trong mắt hiện lên một tia trêu tức các ngươi tin hay không thì tùy, dù sao mạng cũng là của các ngươi. Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở, còn các ngươi có muốn tin tưởng hay không, vậy thì tùy các ngươi. Mọi người nghe vậy, trong lòng lại sinh ra vài phần nghi ngờ. Bọn họ bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, thảo luận xem buổi chiều hôm qua có người từ Thương Lan Tiên Đô trở về hay không. Nhưng, trải qua một phen thăm hỏi, lại không ai có thể đưa ra được đáp án rõ ràng. Người đầu lĩnh của đoàn xe cao mày, trầm giọng nói, đoàn xe của chúng ta không thể chậm trễ hành trình được, nhưng hôm nay Thương Lan Tiên Đô đã biến thành ma quật, rốt cuộc có nên đi hay không? Lão giả kia trầm mặt một lát rồi nói, nếu những lời người này nói là sự thật, thì đương nhiên là không thể đi rồi, nhưng nếu là nói dối, chỉ sợ tổn thất của đoàn xe các ngươi sẽ rất lớn. Thủ lĩnh Chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng vào một người xa lạ được. Một phu xe nói. Nếu vị tiểu ca này có thể nói ra tin tức chi tiết như thế, hẳn là cũng có vài phần chân thật, không có lửa thì sao có khói. Chi bằng chúng ta lại phái người đi tìm hiểu một chút, xem rốt cuộc là tình hình ở Thương Lan Tiên Đô kia ra sao. Có thể, nhưng nếu người được phái đi, lại phát hiện Thương Lan Tiên Đô vẫn bình thường, chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ bịa đặt này. Một hán tử cao to lớn tiếng nói. Các ngươi có tin ta hay không, ta không quan tâm lý thủy đạo nhún vai mỉm cười nói nhưng ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi hẳn đi còn chuyện vì sao ta có thể sống sót trở về đó là vì ta có pháp lực cao cường về phần các ngươi chắc chắn chỉ có một con đường chết hừ các vị đừng hoảng hốt để lão phu tới hỏi hắn xem sao vẫn là lão giả vừa rồi lên tiếng lão khẽ vuốt râu mỉm cười thần thái tự nhiên dường như có thể xuyên thủng tất cả những điều dối trá chỉ nghe lão chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có mang theo vài phần kinh thường, người trẻ tuổi, khẩu khí của ngươi không nhỏ, ngươi nói ngươi có pháp lực cao cường. Chẳng lẽ pháp lực của ngươi còn cao cường hơn cả hóa thần kỳ quý miễu trần sao, Lý Thủy Đạo không chút hoang mang bưng một chén trà thơm ngát lên, nhẹ nhàng thổi vài miếng lá trà trên mặt nước, mặt không chút thay đổi nói, quý miễu trần cũng chỉ là một tên phế vật có danh có tiếng mà thôi trận pháp của thương lan tiên đô cũng có cùng một loại đức hạnh với quý miễu trần kia một tên ma tu kim đan kỳ cũng không kiểm tra ra được chứ đừng nói là ma đầu luyện hư cảnh lời này vừa nói ra bầu không khí bên trong quán trà lập tức chìm vào im lặng im lặng đến mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe được rõ ràng nhưng một lát sau đám người trong quán trà lại lập tức sôi trào ta đã nói người này là một tên lừa đảo mà các ngươi còn nghĩ hắn nói thật trên mặt mọi người đều lộ vẻ châm chọc bọn họ rung đùi đắc ý châu đầu ghé tai giống như vừa tìm được một đối tượng có thể cười nhạo thỏa thích ha ha tiểu tử này đúng là khoác lác không cần viết nháp quý miễu trần là cao thủ hóa thần kỳ hắn lại dám nói quý miễu trần là phế vật đúng là buồn cười ta thấy hắn chính là một tên ngốc không biết xuất hiện từ nơi nào lại dám phát ngôn bừa bãi ở chỗ này âm thanh trào phúng của mọi người liên tiếp vang lên dường như đang muốn nhấn chìm lý thủy đạo trong tiếng cười vô biên này nhưng lý thủy đạo lại bình thản ngồi yên tại chỗ chậm rãi uống trà tựa như không hề nghe thấy những tiếng cười nhạo nọ khi lý thủy đạo uống cạn ngụm trà cuối cùng hắn mới nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống ánh mắt rời khỏi chén trà chuyển hướng ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ động tác của hắn ư nhã thông dong có cảm giác những tiếng mỉa mai bên tai cũng chỉ như bụi trần lướt nhẹ sau đó hắn đứng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo ý bảo thanh minh tự yên và mặt thường đi theo ba nữ tự ăn ý gật gật đầu rồi lập tức đứng lên, đi ra khỏi quán trà. Ánh mặt trời ngoài cửa chiếu lên thân thể các nàng, lưu lại mấy cái bóng thật dài dưới đất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.